Hạnh Nguyễn xin chào tất cả các bác và anh em là những người đam mê cục đẩy crown cũng như sự phối ghép với loa JBL. Trong video ngày nay, Hạnh Nguyễn lên một combo đồng bộ. Thì đây là một trong những cái huyền thoại được giới audio đánh giá rất cao về bộ ghép này. Thì bộ ghép này là một trong bộ ghép có thể nó đẳng cấp về thương hiệu, chi tiết về chất âm và mức giá đầu tư thì cực kỳ hợp lý cho anh em thích chơi đồ Tây, đồ ngoại chất lượng cao. Thì các bác và anh em thân mến ấy, khi nói về loa Mỹ ấy, thì cái đầu tiên các bác ấy hướng tới đó là sự mềm mại, sự chi tiết cũng như trong sạch của nó. Và chúng ta đã chốt yêu loa Mỹ rồi, chốt nghiện loa Mỹ rồi và yêu thương chúng rồi, thì khi mà bác mà nghe sang một dòng loa khác ấy, nó rất khó vào và rất khó đón nhận khi mà dòng loa khác nó thể hiện. Bởi vì loa Mỹ là dòng loa khi nó phát ra những âm thanh, nó sẽ hằn sâu vào trong trái tim cũng như khối óc của bác. Chính cái độ chi tiết, độ trong sáng, độ sạch sẽ mềm mại ấy, nó tạo lên cho người nghe một cái ấn tượng sâu sắc, khó phai và khó quên. Thì bên cạnh cái chất âm tuyệt vời của nó thì anh mới lại ghép đúng với đồ, đó là một con đẩy crown mắc cổ tích có một đen là 600. Thì đây là con đẩy có thể nói là nó khai thác với JBL ấy, nó như hình với bóng, như cậu với mợ. Tức là khi chúng ta ghép đẩy crown với loa Mỹ là chấm hết cho cục tình, cũng chấm hết để bài ghép. Thì cái phương án này anh đã thực hiện theo lời đề nghị của rất nhiều bác trên toàn quốc, cũng muốn Hạnh Nguyễn ghép với một cái bộ combo làm sao với mức đầu tư nó không cao, nó vừa phải thôi, nhưng phải nổi bật được chất âm, cũng như là nó phải mà ghép những đồ đẳng cấp có thương hiệu. Bởi khi các bác mà chơi âm thanh ấy, ở những cái đỉnh cao thì bao giờ cũng muốn chơi những cái đôi loa nó có chất lượng và con đẻ chất lượng. Thì Hạnh Nguyễn lên một câu hình như vậy để bác có thể tham khảo và cùng thẩm âm với em với bộ này. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cặp loa mà bác đang nghe ấy. Thì đây là cặp loa đến từ hãng JBL và được đúc nguyên khối, lắp ráp tại Mỹ, model là MR822. Đấy. Một dòng loa có thể nói là nó đẹp xuất sắc như này bác nhá. Khi anh em vào nhìn vào thùng vỏ ấy thì gần như là mới bác nhá, gần như là mới luôn. Nhiều bác là mua loa của em ấy, một khi anh Nguyễn quay trên TV thì nhìn nó không đẹp lắm, nhưng mà khi nhận được loa ấy thì anh cảm thấy nó sững sờ mà nó đẹp quá cái mức mà anh được xem cũng được nhìn trên TV. Thì thưa các bác và anh em ấy, đây là bên chuyên về loa Mỹ và đặc biệt ấy là có nghề và có kiến thức ấy, cho nên là khi mà lựa chọn một sản phẩm ấy để mà bán ra ấy, hết sức cẩn thận, lựa chọn từng chút một, từng chi tiết một, mà nó phải chuẩn hàng, chuẩn đồ, và hàng còn đẹp, còn zin, và thời gian sử dụng còn lâu nữa nhá, chứ không phải là mua về vài ba hôm thì nó tậm tà tậm tịt, nó kẹt bát kẹt côn rồi kẹt chép vân vân đấy. Còn thùng thành ấy thì nó phải sáng bóng, bởi vì cái loa ấy thì cơ bản là các bác hay để trang trí đúng không, ngoài vấn đề nghe ra ngắm nhìn thì nó phải đẹp thì nó mới khớp hình khớp ảnh với phòng khách nhà bác được. Thì cặp loa này, cặp loa nó sở hữu một bát 30 từ 19 đến 16 và một tép kèn to nhá. Con này lợi về lòi này, lợi về giải bát, lợi về giải cao và cũng như rất mạnh mẽ về giải bát. Bát đánh rất sâu và êm nhá, phải từ rất là to. Thì con này nó thiết kế là thùng gỗ bọc da, anh em xem này, nó bóng liễng luôn đúng không, đẹp long lanh. Kích thước nó rất phù hợp cho anh em chơi trong cái khuôn khổ tầm 20 vuông cho đến 35 vuông, cân đối hài hòa cái anh em mà bày đặt lên những cái kệ của nhà mình, hoặc là các bác thể dùng cái giá để loa này hoặc giá ba chân nữa nhá. Và dưới loa này có một cái lỗ cắm, thế là anh em treo vào tường cũng được, rất là dễ thôi. Thì cả hai bác nhìn này, cái độ sáng bóng và mướt mà của nó rất mới đúng không, cái màng con này đấy, một cái màng này, cái màng nó còn rất đều màng, rất là dai. Thực ra cặp loa đấy bên em đang cung cấp với giá vô cùng hợp lý nhá.
với mức giá đầu tư là 21 triệu thôi. Thì em biết đấy, có những anh em bán con loa này có lo lơi nhá, thì nó dao động tầm khoảng 14 đến 15 triệu một cặp loa này. Thì báo cáo bác ấy, với loa Mỹ ấy, mà nó chênh lệch như vậy bác nhá, thì đương nhiên nó sẽ có vấn đề. Đấy, họ bán thì 14 15 triệu thì có thể người ta thay hết cả cái bơm tép rồi, không một tép zin, và cái màng bát nữa nhá, hết màng rồi. Tức là loa đó, loa người ta bán 14 15 triệu nó chỉ được gọi xác Mỹ, còn không thể gọi tâm hồn Mỹ. Vậy khi bác mà chơi những cái dòng loa như vậy ấy, thì cơ bản nhá, cơ bản này thì nó chỉ là giống về hình thức thôi, giống về hình thức thôi, còn chất âm nó sẽ không bao giờ còn chất âm đúng của Mỹ nữa. Cho vậy bác có thể chưa được đã tai, chưa được đúng chất của loa Mỹ khi mà bác sở hữu những cặp loa như vậy. Thì đương nhiên đó, bác mua tầm tiền mà 14 15 triệu thì đương nhiên nó sẽ rồi đúng không, không sai. Nhưng mà như thế gọi là thể xác Mỹ, còn tâm hồn là tâm hồn nai căng, và tâm hồn có thể là ngoại lai nhá, nó không đúng zin là gấp. Còn loa Mỹ khi bác nghe cái độ lẩy độ bật của cái tép ấy rất nhanh canh, kể cả anh em nghe nhỏ và nghe to, nếu như cái màng thay rồi thì anh em đánh tiếng bát bao giờ nó cũng bị cứng, nó không sâu, không bền như cái loa mà nó còn zin nguyên bản. Đấy thì bên em là tại sao mà bán mức giá nó cao hơn một số điểm khác đó nhá, bởi vì nó là zin tuyệt đối luôn, bao zin luôn bác, tuyệt đối toàn zin luôn, đúng hàng đúng đồ, và đảm bảo kể cả thùng thành đó nhá vẫn phải đẹp. Đấy vẫn là long lanh, bởi vì cái thùng nó quan trọng, bởi nó để làm trang trí đúng không. Còn bên trong cái nội thất là thể hiện cái linh hồn và cái chất âm của loa Mỹ. Thì gặp ra bên em cung cấp với giá là 21 triệu thôi nhá, mức giá nó quá ok cho anh em chơi thôi. Đấy. Còn khi anh em mà chơi dòng loa Mỹ thì các bác mua 21 triệu ấy mà muốn bán lại với nhá, rất là nhanh. Đấy, có thể lỗ vài triệu thôi, bán rất là dễ. Nhưng các bác mà mua những dòng loa nó bị sử dụng rồi ấy, tức là nó bị nát quá rồi hàng nó không chuẩn ấy, thì anh em bán lại rất là khó bán. Thứ hai là các bác mua những dòng loa mà mới bây giờ đúng không, nếu có những dòng loa rồi màu vân gỗ rồi óc chó đúng không, rồi vân vân, lại xanh đỏ tím vàng ấy, thì có mức giá có mấy chục triệu, cả trăm triệu một hát vào. Nhưng mà bác mua một 5-6 triệu bán không được 20 triệu, thật các bác ấy. Thì cái vấn đề đấy là vấn đề anh em phải cần tính toán cũng như là phải nghiên cứu, bởi vì những cái loa mà em bán này là những loa huyền thoại rồi, mua đi bán lại rất là dễ, thậm chí em vẫn nhập lại các một cái bình thường nhá, được chưa, chỉ lỗ một chút thôi đúng không. Cái lỗ này nó là lỗ dịch vụ thôi, lỗ không phải là lỗ dịch vụ, chứ không phải là lỗ mà em trừ đi các bác về cái tiền sản phẩm loa và dịch vụ là phải trang trải. Thì cặp loa này là cặp loa nó xinh xắn nhỏ gọn, công lực mạnh, âm thanh chi tiết, mà nói về loa Mỹ cái độ chi tiết cao quá nhá. Con này rộng là 42, sâu là 27, cao 58. Đấy, và bên em đang phối một con Crown, con này thì nó là các bác nhá, con này thì nó đẹp như mới luôn ạ, đây là hàng bãi. Nhưng tất cả nội thất nó thì nó sáng bóng long lanh, kể cả những con sò xiếc rồi những cái bên mạch đó, nó chưa han đố một tí tiền luôn, sạch sẽ khô ráo. Và con này là con Macrotec, con đen là 600. Thì công suất con này ấy, nó ngang con Macrotec 1200 nhá, như con 1200 đấy, thì công suất như thế, nó khác nhau là một cái chữ thôi. Thì bên này em đang ra con này với giá rất tốt nhá, và đẹp cực kỳ luôn. Thế bác nào cần hình ảnh thì alo cho em. Đó này sản xuất tại Mỹ nhá, và do Mỹ. Đấy, phía sau này vậy này, đấy, chạy điện là 220V, sản xuất tại Mỹ và lắp ráp tại Mỹ anh em nhá. Đấy, Made in Russia. Và cổng vào nó thì hỗ trợ cả ca lông cả 6 ly rồi rắc cắm loa nhá. Thì con đẩy này bên em cũng với giá cho các bác là mùa hôm nay để bác là 11 triệu 500, 11 triệu 500 mà nhá, không zin, giá lại hàng không chuẩn, giá lại hàng quá nhá, 11 triệu 500, đảm bảo riêng hoạt động cân đối chuẩn chỉ và cái độ mới còn trên 90%. Đấy, em bán loa bán đẩy rất nhiều rồi, nhiều bác bảo xem trên TV thì cơ bản là trông không đẹp khi mà nhận được loa, sao đẹp hơn ngoài rất nhiều. Thì đấy, cái cách em làm việc nó rất là thật đấy nhá, rất là thật mà rất là đúng với bản chất của cái sản phẩm, chứ không đánh bóng không lăng xê. Thì mời bác cùng nghe lắng nghe một cái bộ combo giữa một con Crown với đơn loa JBL MR82 330 nhá, và xem cái độ chi tiết nó như nào. Rất tuyệt vời đúng không? Rất tuyệt vời nhé. Nó để cả một con vang và một cái mic nhá, là thành của hát rồi. Hát cho dòng loa nó sướng mà, nghe nhạc hay mà hát hay ấy. Loa Mỹ thì nó đặc điểm là anh em nghe nhỏ nghe to nó rất chi tiết.
Mọi tin mua sắm phôi ghép, các bác liên hệ với anh với số máy 0936 583 410. Em giao từ Quốc đó nhá. Anh Nguyễn chào bác.